Alo, chào buổi tối. Giờ mình đang thử hai cái lens. Một cái mình quay đang quay bây giờ là cái lens Canon EF-S 85-85mm. Giờ mình coi cái nào coi cho các anh chị em coi phân biệt coi hai cái coi nha. Cái nào nói hơn. Này cái này á là 15-85, còn cái này á là còn một cái Canon này nữa là 24-105. Đó. 24-105 nha. Mình quay vào cái buổi này buổi tối nha. Đó, giờ mấy cái đèn giờ mình đi mình kéo nó vào coi. Coi nhá, xong. Mình coi phân biệt có là sao nha. Mình để nó là coi 25 scooter là 216, Eris là 5, EOS là 4000, còn cái ánh sáng là 5050. Ok. Ok. Giờ mình thử một chút xíu nha. Cái này là 15-85 nha. Giờ mình thay cái lồng kính 24-105 vào nha. Ok. Giờ mình trở lại rồi. Bây giờ là mình quay cái lồng kính là có Canon, thấy không? 24-105mm. Thì cái mình để giống nhau hết. Giờ mình coi mình thử coi mình zoom vào coi nó cái chất lượng nó sao, nó giống như kia thôi nha. Coi mình zoom vào coi nó có giống nhau nha. Đó là cái này là 24-105 nha. Cái nồng này. Đó. Thì cái này á nó cái lồng kính đó nó quay xa hơn là cái 18 là 15-85 mà. Đó. Ok, giờ ra mình xem các bạn phân biệt giùm mình nha. Rồi. Bye bye.